Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu SJC tăng năng lực sản xuất vàng miếng với khối lượng lớn. Trái cây vùng miền, đặc sản đồng quê hội tụ ở thành phố Hồ Chí Minh. 130 golfer tranh tài cúp Vĩnh Thuận gây quỹ xây cầu an sinh. Triệt phá ổ ma túy thu giữ nhiều súng và đạn ở Bình Phước. Phút đời thường hôm nay, ngăn ngừa hậu quả đáng tiếc bắt nguồn từ chuyện hẹn hò tuổi mới lớn. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ tư, ngày 5 tháng 6 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trong cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc nhìn trưa nay. Essex Premier Charm Resort Hồ Tràm kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế, nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân tâm trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc viên mãn cho cả gia đình. This is Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Mở đầu là phần tin kinh tế. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC về đảm bảo gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu Công ty SJC huy động năng lực đáp ứng yêu cầu sản xuất vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước với khối lượng lớn để phục vụ việc can thiệp bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tổ chức tốt và đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện liên tục. Liên quan đến việc một số doanh nghiệp bỏ thầu gạo xuất khẩu giá thấp, vừa qua ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, ngành hàng lúa gạo có khoảng 200 doanh nghiệp và có nhiều doanh nghiệp nhỏ, không có liên kết dẫn đến chi phí có thể cao, giá thành cao và tự cạnh tranh lẫn nhau. Theo ông Cường, vấn đề này cần khép lại, nhưng Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam phải ngồi lại với doanh nghiệp thành viên, cũng như cơ quan quản lý nhà nước liên quan để định hướng, tìm ra một hướng phát triển bền vững cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam từ sản xuất đến tiêu thụ, đặc biệt là xuất khẩu, đảm bảo lợi ích ba bên, nông dân, doanh nghiệp và hình ảnh ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Tối ngày 4 tháng 6, tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền chính thức khai mạc. Chương trình gắn với lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 6 tại bến Bình Đông, quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong đêm khai mạc, rất đông người dân và du khách đổ về các gian hàng để tham quan, mua sắm đặc sản các vùng miền. Tuần lễ trái cây 2024 quy tụ hơn 100 gian hàng đến từ miền Tây, miền Đông và Nam Trung Bộ. Không chỉ có trái cây, nhiều doanh nghiệp còn đưa đặc sản của mình tới để giới thiệu với du khách. Điển hình như bánh dân gian đặc sản của làng Bột Sa Đéc, sản phẩm ô cốp hay các loại thực phẩm được chế biến từ cây hoa sen của xứ thủ phủ sen hồng. Từ sáng đến bây giờ thì cái sản phẩm đặc sản sen quê và ẩm thực sen hồng rất là thu hút với du khách luôn. Phải nói là không gian trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông quận 8 là một cái điều kiện rất là thuận lợi để cho doanh nghiệp của mình có thể quảng bá và giới thiệu rộng rãi hình ảnh của sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp. Không gian lễ hội trái cây trên bến dưới thuyền ngày hôm nay phải nói là rất là nhộn nhịp, rất là vui mừng và có được cái không gian để trải nghiệm, có không gian để mua sắm và để mà đưa gia đình để đến để tìm hiểu thêm cái truyền thống đó là những cái lễ hội dân gian, những cái loại bánh dân gian, những cái loại trái cây đặc sản của miền Tây Nam Bộ. Đến với tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền, du khách có thể chiêm ngưỡng những loại trái cây lạ như vú sữa ăn cả vỏ, bí xanh khổng lồ, sầu riêng, heo gai đen. Ngoài ra, ban tổ chức cũng dành riêng những gian hàng để du khách tự tay gói bánh, nặng tò he hoặc thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử. Vừa qua, nhân kỷ niệm 6 năm thành lập, Câu lạc bộ Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh HRED đã tổ chức giải golf gây quỹ từ thiện tranh cúp Vĩnh Thuận với chủ đề xây dựng giá trị kết nối thành công tại sân golf Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
Tham gia giải đấu có 130 golfers là hội viên của Hardrake, các doanh nhân và khách mời đặc biệt thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 lỗ dựa trên handicap chính thức. Cơ cấu giải thưởng bao gồm giải Best Net, giải nhất, nhì, ba tại mỗi bảng đấu, một giải Longest Driver, một giải Nearest to the Pin. Đặc biệt, tất cả các phí đăng ký tham dự giải của các golfers sẽ được đóng góp vào quỹ xây cầu từ thiện. Cái thông điệp mà chúng tôi cũng muốn chuyển tải tới cho tất cả hội viên đó là làm sao mà quý vị phải có luôn luôn giữ một tâm thế là khỏe mạnh. Rồi từ khó khỏe mạnh thì chúng ta mới nghiên cứu sách vở báo chí, thì chúng ta mới tăng trí tuệ, chúng ta mới tạo ra chiến lược, rồi chúng ta mới suy nghĩ làm sao mà tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động nữa, rồi chúng ta mới suy nghĩ làm sao cho nâng cái thu nhập của người lao động cũng như cán bộ công nhân viên. Trong chặng đường 6 năm hình thành và phát triển, Hardrake đã kết nối giao thương liên kết hợp tác với phương châm kết nối đầu tư mang lại giá trị thiết thực giữa các hội viên và đối tác với tổng giao dịch ghi nhận được đến nay lên đến 200.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chương trình hướng tới cộng đồng cũng được Hardrake quan tâm thực hiện. Tiêu biểu, tính đến cuối năm 2023, đã có 100 cây cầu dân sinh do Hardrake và Quỹ Nhà Hảo Tâm tài trợ đã được xây dựng hoàn thành. Không những là thời gian vừa rồi và trong thời gian những năm sắp tới cũng vậy, thì Nam Á Bank luôn cam kết với cộng đồng, với những cái giá trị nhân văn của cộng đồng và tiếp tục đồng hành cùng với các cơ quan báo chí, các hiệp hội doanh nghiệp để lan tỏa những cái giá trị tích cực trong cộng đồng cũng như đồng hành trong cộng đồng với những cái lan tỏa những cái giá trị nhân văn cùng với các cái doanh nghiệp cũng như hiệp hội để mang cái giá trị nhân văn đến cho cộng đồng. Ngoài số tiền đóng góp từ những golfer, các doanh nghiệp, thì tại gala trao giải cho các golfer xuất sắc, ban tổ chức cũng đã kêu gọi được 765 triệu đồng cho quỹ xây cầu năm 2024. Thì mình là cũng xuất thân từ trong showbiz, từ người làm MC, cho nên mình hiểu, mình có lợi thế về được đứng ở trên sân khấu, cho nên dễ dàng kết nối với những người chơi golf, với những doanh nghiệp ở dưới, trong giải golf và trên sân khấu để làm sao mang lại những giá trị tốt nhất, nhân văn nhất, có ích nhất và giá trị nhất cho ban tổ chức. Những nghĩa cử cao đẹp của Hardrake và những nhà hảo tâm có ý nghĩa vô cùng quan trọng to lớn, đóng góp vào chương trình an sinh xã hội của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Được chuyển sang thông tin khác, chiều ngày 4 tháng 6, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã lấy lời khai 4 đối tượng: Nguyễn Nhất Sinh, 23 tuổi, Đinh Gia Huy, 20 tuổi, cùng ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, Nguyễn Văn Lộc, 23 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Xuân Hoàng Nhâm, 23 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí trái phép. Trước đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp Công an phường Tân Thiện kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Nhất Sinh đang bán ma túy cho Nguyễn Xuân Hoàng Nhâm tại khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện. Tang vật thu giữ gồm 5 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng và 2 viên nén là ma túy dạng khay và thuốc lắc. Tiến hành khám xét nơi ở của Sinh, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 2 súng ổ quay dạng rulo và 13 viên đạn. Qua điều tra xác minh mở rộng, cơ quan công an xác định Đinh Gia Huy là đối tượng cùng Nhâm mua ma túy từ Sinh, Nguyễn Văn Lộc là người giúp sức, đồng thời cũng mua ma túy từ Sinh về bán kiếm lời. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế. Nâng niu tinh khoảnh khắc, thanh dưỡng thân, tâm, trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc, viên mãn cho cả gia đình. This is Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Thưa quý vị, gần đây, mạng xã hội rộ lên thông tin một cô gái trẻ 21 tuổi bị bạn trai sát hại trong buổi hẹn hò đầu tiên để cướp tài sản, gây xôn xao dư luận. Có thể nói đây chỉ là một trong rất nhiều sự việc đáng buồn bắt nguồn từ chuyện hẹn hò của giới trẻ. Ngay bây giờ mời quý vị theo dõi một đoạn ghi nhận ngắn của phóng viên chương trình để xem giới trẻ hiện nay nhìn nhận như thế nào về chuyện hẹn hò.
Đối với mình là từ hồi học sinh là có thể bắt đầu mối quan hệ yêu đương rồi. Có người thì 18, có người thì cấp 3 là đã quen nhau rồi. Yêu đương không quan trọng số tuổi ạ. Đa số thì mình thấy là hay dùng Tinder. Mình thường xuyên tìm qua mạng hơn. Tại vì mình ít có giao tiếp trực tiếp với lại những cái đối tượng ở bên ngoài. Thì mình sẽ tìm đối tượng hẹn hò trực tiếp bởi vì nó sẽ dễ gia tăng cái tình cảm của mình hơn. Cái này cũng khó nói lắm. Tùy có thể là cùng tần số hay không. Nhưng mà trung bình thì chắc cũng cỡ tầm tháng hoặc 2 tháng. Theo mình nghĩ thì thời gian nó không quan trọng mấy. Khi mà mình có cảm xúc thì mình sẽ gặp người đó. Thông thường thì sẽ từ nhắn tin qua lại khoảng tầm 1 tháng, sau đó là gặp mặt đầu tiên, rồi còn xác định mối quan hệ thì còn tùy vào đối tượng. Chọn sai đi rồi sẽ chọn đúng, hay là mình cứ yêu trước đi rồi tương lai sẽ trả lời. Với độ tuổi này thì mình không nghĩ là sẽ gắn bó được lâu dài. Mình nghĩ là có nên xác định quan hệ yêu đương với người mà xác định gắn bó lâu dài. Tuy quan điểm về chuyện tình cảm của các bạn trẻ có sự khác nhau, nhưng có một điểm chung dễ nhận thấy là những rung động đầu đời xuất hiện ở các bạn rất sớm. Vậy những cảm xúc này có tác động tích cực và tiêu cực như thế nào? Xin mời quý vị lắng nghe phân tích của chuyên gia. Sự rung cảm sẽ đưa ra những tích cực nhất định. Thứ nhất, có động lực. Có thể là có động lực để trở nên đẹp hơn, để học giỏi hơn, để thể hiện bản lĩnh cá nhân, cái tôi của mình rõ ràng hơn, và để có được một cái cảm giác mình được che chở. Thứ hai, sự rung cảm có thể tạo nên những cái kỷ niệm rất là đẹp nếu chúng ta biết nhìn nhận nó và nắm lấy nó như là một động lực của bản thân. Tuy vậy, chúng ta cũng phải nhắc đến về những nguy cơ. Rõ ràng, sự rung cảm và tình yêu là một cái hành trình rất là khác nhau và rất dài. Và thực cái điều nguy hiểm đó là khi bạn rung cảm với một đối tượng và bạn có niềm tin rằng tôi yêu rồi, tôi trưởng thành rồi, tôi sẽ làm như thế này, như thế này, như thế này để thể hiện tình yêu của tôi đối với đối phương. Và khi nó thiếu những nguyên tắc, nó thiếu tri thức, nó thiếu những giới hạn, thì nó có thể biến sự rung cảm đầu đời này thành một cái nhà tù của các bạn. Không thiếu những bạn khi bước chân vào việc suy tư một ai đó, hẹn hò với một ai đó, thì gần như họ sẽ bị bỏ lỡ mất tất cả những mối quan hệ còn lại. Thậm chí kể cả việc học, kể cả việc trang bị cho tương lai của mình, và có khi là cho ngay cả trong hiện tại mà các bạn cũng phải nhận những cái quả đắng của sự không hiểu nhau, của sự chia tay, của sự làm khổ nhau, thậm chí là có những cái vụ bạo hành ngay trong giai đoạn các bạn trẻ tìm hiểu nữa. Đặc biệt ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý thay đổi cùng với sự xuất hiện của phim ảnh hay các trào lưu yêu đi ngại chi, thích thì nhích thôi, dễ dàng khiến cho những rung cảm đầu đời của giới trẻ vượt xa sự kiểm soát. Đây cũng chính là nỗi lo của không ít phụ huynh. Rất nhiều ba mẹ khi phát hiện con đứa tuổi đang còn đi học, thậm chí là con học mới lớp 6 thôi đã yêu đương rồi, thì ba mẹ là cấm tuyệt đối, là dường như là đánh đập con và thậm chí là chửi mắng con trước mặt những bạn bè luôn. Thì đâm ra như vậy thì đâm ra con sẽ tổn thương. Một khi con đã tổn thương thì con sẽ làm trái ngược lại hoàn toàn lời ba mẹ dạy. Con của chị nó cũng là con gái, tuổi đang lớn lên nữa. Bản thân một người mẹ lo rất là nhiều thứ. Cho nên là cái việc mà mình có hiểu con hay không, có tương tác được với con hay không, có là một người bạn của con để chia sẻ cái cảm xúc của con hay không, đó mà cũng là một cái mà đáng lo sợ. Khi phát hiện ra con của mình có một đối tượng để thích, ba mẹ cần phải ngồi xuống với con, trang bị kiến thức. Khi con em của chúng ta đến tuổi biết rung cảm và đến tuổi sẵn sàng cho việc hẹn hò, ba mẹ phải là những người bạn đầu tiên của con trước đã. Lắng nghe con, không gặng hỏi, không tra xét, nhưng mà lắng nghe con và giúp cho con hiểu được tình cảm và sự rung động là điều hiển nhiên. Nhưng khi mà chúng ta quyết định tiến đến gần gũi về mặt tinh thần, đặc biệt là gần gũi về mặt thể xác với một ai đó, thì đâu là những giới hạn, đâu là thời điểm chín mùi, và chỉ cho con luôn những hậu quả, những nguy cơ khi mà con vượt xa khỏi những cái ranh giới cho phép ở trong tình yêu, ở trong hẹn hò. Thì điều đó sẽ rất lý tưởng và ngăn ngừa được những hiểm họa, những thảm họa ở trong việc hẹn hò ở tuổi thiếu niên.
Với những thông tin vừa rồi, hy vọng sẽ giúp các bậc phụ huynh và hơn hết là các bạn trẻ hiểu hơn về cách tiếp cận mối quan hệ mới một cách an toàn. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên các hạ tầng của Báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Jam Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.